Kính thưa quý vị, khi quý vị xem phóng sự này thì đại lễ Giáng sinh gần như đã đến trước cửa mỗi nhà chúng ta. Ban truyền thông giáo xứ Nghi Lộc xin gửi đến quý vị một số hoạt động trong công tác chuẩn bị cho Giáng sinh năm 2020. Hơn một tháng qua, nhiều công việc đã được giáo xứ triển khai. Đặc biệt, anh chị em giới trẻ trong giáo xứ đã bắt đầu công việc chuẩn bị cho đại lễ Giáng sinh từ rất sớm. Công việc của các bạn trẻ rất nhiều và yêu cầu cao về kỹ thuật, mỹ thuật. Hiểu được điều này, từ nhiều năm nay, giáo dân trong xứ và anh chị em ở hải ngoại luôn đồng hành rất tích cực cùng giới trẻ. Bên cạnh đó, các ban ngành, các hội đoàn trong xứ cũng đã hoàn thành xong công việc mà mình đã đảm nhận. Khắp nơi trong giáo xứ, khung cảnh Giáng sinh đầy vẻ đẹp và lung linh đã thành hình. Xin mời quý vị theo chân nhóm phóng viên để cùng xem lại những công việc được thực hiện trong suốt một tháng qua. Từ giữa tháng 11, cha quản xứ và hội đồng mục vụ giáo xứ cùng các giáo họ và các hội đoàn đã tổ chức họp bàn, phân công công việc, bố trí nhân sự, đưa ra các phương án trang trí để sao cho thuận tiện lúc thi công và phù hợp điều kiện kinh tế của giáo xứ. Truyền thống tổ chức đại lễ Giáng sinh đã có từ rất lâu tại giáo xứ Nghi Lộc. Đây luôn là ngày lễ lớn nhất, quan trọng nhất, có tầm ảnh hưởng lớn nhất và đem lại niềm vui lớn nhất cho toàn giáo xứ. Thừa hưởng sự sáng tạo và bầu nhiệt huyết của cha ông để lại, giáo xứ luôn cố gắng hết khả năng để tổ chức đại lễ Giáng sinh một cách tốt đẹp nhất, với mong muốn đem lại niềm vui cho mỗi người, không phân biệt lương giáo. Lan tỏa niềm vui Giáng sinh và hơi ấm của Chúa Giêsu Hài Đồng đến với tất cả mọi người là điều mà sứ đạo làng Nghi luôn coi trọng. Đêm 24 tháng 12 hàng năm mới được xem là đêm Giáng sinh. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, từ trước Giáng sinh cả tuần lễ, du khách từ nhiều nơi đã đến giáo xứ Nghi Lộc để tham quan, dạo chơi, ngắm cảnh và cảm nhận bầu không khí Giáng sinh đang đến gần. Theo thống kê của nhà mạng Viettel, hàng năm vào đêm lễ Giáng sinh 24 tháng 12, có khoảng 25.000 du khách ở khắp nơi đã đến giáo xứ Nghi Lộc để vui chơi và tham dự ngày đại lễ Thiên Chúa Giáng Trần. Điểm nhấn của giáo xứ Nghi Lộc trong đại lễ Giáng sinh chính là khuôn viên thánh đường, khu vực ao làng và nhà xứ. Tại đây, anh chị em giới trẻ đã dành nhiều tâm huyết và công sức trong hơn một tháng qua. Bên trên ao làng lung linh ánh điện là cây cầu xinh xắn nối từ trục đường 205 đi vào khuôn viên nhà xứ. Phía dưới ao làng, khung cảnh Giáng sinh được các bạn trẻ tái hiện thật đẹp và đầy tính nghệ thuật, phản chiếu xuống làn nước lấp lánh tạo nên những hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp, khiến cho bất kỳ ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Các giáo họ trong xứ đảm nhận việc trang trí tại khu vực của giáo họ mình. Giáo họ Nghi Trung trang trí các ngã đường dẫn vào nhà nguyện của giáo họ. Bên cạnh nhà nguyện Nghi Trung, một hang đá xinh xắn cũng đã được hoàn thành. Giáo họ Nghi Tây làm con đường ánh sáng bắt đầu từ phía trước thánh đường giáo xứ, kéo dài đến nhà nguyện của giáo họ. Con đường được tạo thành từ hàng vạn dây nháy, đầy vẻ lãng mạn, độc đáo, thu hút rất nhiều bạn trẻ ghé thăm và chụp hình. Giáo họ Nghi Thượng trang trí các trục đường chính và các ngã đường dẫn vào nhà nguyện của giáo họ. Phía trước nhà nguyện Nghi Thượng, một hang đá Giáng sinh cũng đã được hoàn thành. Vườn địa đàng nằm trong khuôn viên thánh đường giáo xứ tái hiện lại câu chuyện Chúa đã tạo dựng con người từ bùn đất, nơi Adam và Eva đã sinh sống cho đến khi bị Thiên Chúa trừng phạt vì vi phạm vào luật cấm của Ngài. Vườn địa đàng được giáo họ Nghi Nam đảm nhận thi công một cách sống động và đầy màu sắc, với tiếng chim ca và tiếng suối reo trong trẻo. Vườn địa đàng thu hút rất đông khách đến tham quan và chụp hình lưu niệm.
Ngoài ra, giáo họ Nghi Nam cũng đã dựng một hang đá Giáng sinh ở phía trước nhà nguyện của giáo họ. Giáo họ Nghi Đông đảm nhiệm việc trang trí hang đá chính của giáo xứ. Bên cạnh đó, giáo họ còn dựng một cây thông cao 30m và con đường ánh sáng đẹp mắt dẫn vào nhà thờ của giáo họ. Các nẻo đường của giáo họ cũng được trang trí rất lung linh, muôn màu khoe sắc. Chi hội Teresa và các bạn huynh trưởng của sứ đoàn Augustino đảm nhận việc trang trí tại lễ đài Đức Mẹ và khu vực nhà sứ. Tất cả cùng tạo nên một khung cảnh chào đón Giáng sinh thật đẹp đẽ và đầy niềm vui. Để đêm Giáng sinh được trọn vẹn, ca đoàn Cecilia luôn đóng vai trò quan trọng trong việc dựng sân khấu Giáng sinh và tổ chức đêm nhạc hội mừng Chúa ra đời. Sân khấu đêm nhạc hội luôn có sự hỗ trợ đắc lực từ ban kiến thiết của giáo xứ. Với mức báo động đỏ về ô nhiễm môi trường như hiện nay, giới trẻ và ca đoàn Cecilia đã đưa ra nhiều ý tưởng trang trí nhằm gửi đến du khách thông điệp bảo vệ môi trường. Nhiều vật liệu bỏ đi cũng được tận dụng để trang trí nhằm tiết kiệm chi phí và giảm rác thải môi trường như rễ cây, cành cây khô, các tấm vải, bạt ni lông bỏ đi. Chương trình đêm nhạc hội mừng đại lễ Giáng sinh đã được anh chị em ca đoàn Cecilia tổ chức liên tục trong 16 năm qua với nhiều công sức của các thế hệ thầy và trò. Để chương trình đêm nhạc hội được diễn ra tốt đẹp, ca đoàn Cecilia đã họp bàn nhiều lần với sự cộng tác nhiệt tình của các quý ân nhân, quý doanh nghiệp trong và ngoài xứ. Các tốp múa, các nhóm nhảy tập luyện thường xuyên. Việc tập hát, luyện thanh được thực hiện kỹ càng, hứa hẹn đem lại một đêm nhạc hội Giáng sinh ý nghĩa và mang chở nhiều giá trị. Đêm nhạc hội 17 mừng Giáng sinh năm nay có chủ đề Niềm vui đêm Giáng sinh. Để phục vụ tốt cho công việc truyền thông, Ban truyền thông giáo xứ đã làm việc với nhà mạng Viettel để lắp đặt xe phát sóng di động nhằm phục vụ tốt cho du khách đến tham quan, vui chơi. Đường truyền Internet tốc độ cao cũng được lắp đặt để Ban truyền thông có thể truyền hình trực tiếp các chương trình Giáng sinh trên kênh YouTube và trang Facebook của giáo xứ, giúp cho những người con xa quê có thể hòa vào không khí Giáng sinh tại quê nhà một cách trọn vẹn nhất. Cha quản sứ, hội đồng mục vụ giáo xứ, các hội đoàn và các ban ngành xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý ân nhân xa gần đã rộng lòng ủng hộ, nhất là các cá nhân đã ngày đêm cộng tác và hy sinh thời gian, công sức để đại lễ mừng Chúa Giáng sinh được diễn ra tốt đẹp. Kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và anh chị em một mùa Giáng sinh an lành, thánh đức và năm mới 2021 an khang, thịnh vượng.